được gặp lại quý vị và các bạn trong kênh tin tức sau Việt ngày hôm nay. Và Đan tin chắc chắn rằng trong những phút tiếp theo của chương trình thì chúng tôi sẽ mang lại cho quý vị những thông tin nóng hổi nhất để quý vị thực sự có những giây phút thư giãn và thoải mái. Nhưng quý vị cũng đừng quên nhấn nút theo dõi kênh và bật chuông thông báo để chúng ta có thể cập nhật được những thông tin nóng nhất và mới nhất mỗi ngày quý vị nhé. Còn ngay bây giờ thì mời quý vị hãy cùng nhau đến với những thông tin nóng nhất của ngày hôm nay. Bị drama tình ái Tim và Trương Quỳnh Anh làm xoắn não, dân mạng thở dài. Cô dâu 8 tuổi có 2 năm, đôi này chắc cả đời dẹp đi. Bao giờ mới kết thúc đây, cô dâu 8 tuổi mới có 2 năm thôi, đôi này chắc là cả cuộc đời. Cư dân mạng bày tỏ cảm xúc khi Trương Quỳnh Anh và Tim liên tục chia sẻ chuyện hôn nhân. Tháng 7, 2018, Trương Quỳnh Anh và Tim xác nhận ly hôn sau 1 năm chơi chẩu Tim. Neon My Earth, với người hâm mộ, dù đã đường ai nấy đi, song cả hai vẫn ở chung nhà để tiện chăm sóc con. Gần đây nhất, Trương Quỳnh Anh đưa con ra ở riêng ngay khi Tim vướng dự án hẹn hò tình mới. Khép lại đời tư ồn ào, Tim Anh trở lại tất bật với những dự án riêng, thế nhân họ Trương và chồng cũ thường xuyên nhắc về nhau trên truyền thông. Thay vì những kỷ niệm đẹp, cả hai lại kể về góc khuất trong quá khứ khi chung sống. Ngày 21 tháng 9, Trương Quỳnh Anh bật khóc kể: "Tôi biết khi chấp nhận đến với Tim, tôi mất người quản lý, bạn bè và cả ba mẹ luôn. Tôi không có tiền, chỉ còn mỗi chiếc xe đi diễn để kiếm tiền trở lại. Tôi cảm thấy đến với Tim, tôi mất tất cả mọi thứ, quản lý, bạn bè, cha mẹ. Tôi chưa chuẩn bị được gì hết, nhưng vẫn cố gắng vì quyết định của mình. Tôi chỉ chọn một cách duy nhất là sinh con để ông bà ngoại vì thương cháu mà gỡ đi mối quan hệ của mình. Nhưng sau khi sinh con xong, mối quan hệ vẫn không như những gì tôi mong muốn, mà còn tệ hại hơn. Mối quan hệ đó cứ tiếp tục hiện ra như vậy và ngày càng nhiều mâu thuẫn. Sự nghiệp của tôi thì ngày một xuống dốc không đi tới đâu. Hơn nửa năm trời sau khi sinh con, tôi không có phim nào để đóng. Tôi sợ hãi không biết phải làm sao. Đứa con sinh ra chỉ làm tôi vui thôi, nhưng gia đình công việc không có, không một ai chia sẻ, khiến tôi bơ vơ, cô đơn giữa cuộc đời. Rất may mắn sau đó tôi nhận được phim, tiếp tục được với nghề. Toàn bộ đau khổ trong thời gian đó tôi vượt qua được nhờ con mình." Một ngày sau khi vợ cũ nhắc lại được mất khi kết hôn, ca sĩ Tim cũng nhận lỗi về mình: "Tôi vô tâm khiến Trương Quỳnh Anh cô đơn trong tổ ấm của chính mình. Tôi nghĩ vô tâm là lỗi rất nhiều ông chồng mắc phải. Mọi người hay nghĩ cưới nhau rồi người kia là của mình, người chồng sẽ không lãng mạn nữa, không dịu dàng nữa. Tôi cũng bị mắc lỗi đó. Tính của tôi cũng không hay chia sẻ nhiều với Trương Quỳnh Anh. Nhiều vấn đề trong cuộc sống như công việc tôi muốn tự giải quyết thôi. Sự vô tâm của tôi khiến cho Trương Quỳnh Anh cảm giác cô đơn trong ngôi nhà gọi là tổ ấm gia đình của hai đứa, chứ không như một số người thêu dệt nên câu chuyện rằng tôi trăng hoa hay này kia. Đến giờ tôi vẫn khẳng định là không bao giờ có chuyện tôi trăng hoa ở đây, vì tôi rất thương con, thương vợ. Không có người con gái nào làm tôi có tình cảm được như Trương Quỳnh Anh", ca sĩ Tim tâm sự. Phát ngôn của Trương Quỳnh Anh và Tim vào thời điểm cả hai đang tất bật với dự án nghệ thuật mới đưa cả hai vào tâm điểm thị phi. Người cho rằng Tim đang ăn mày quá khứ để PR cho phim mới, kẻ lại chê Trương Quỳnh Anh mượn nước mắt của hôn nhân tan vỡ đánh bóng tên tuổi. Cư dân mạng thắc mắc sao drama của cặp này nó đều đặn như chu kỳ vậy trời. Ngoài đời ai trả cách xê mà diễn hoài vậy, diễn một lần còn thấy vui, đây nhiều lần quá thì thôi xạo lắm, nói chia cho dân chúng nó chửi. Cư dân mạng lấy lại bộ phim dài hơn 1000 tập của Ấn Độ để mỉa mai giai thoại của Tim Trương Quỳnh Anh. Bao giờ mới kết thúc đây, cô dâu 8 tuổi mới có 2 năm, đôi này chắc cả đời là cả một cuộc đời. Một số người thì khuyên như sau: "Điều hơn kỳ dâu rộng, mình hai người này mới biết yêu, kết hôn ly hôn, khóc dài hơn cả đám ma, nhìn phát chán cả lên dẹp đi. Đọc một hai lần còn quan tâm đều đều, như đi chợ thì thôi bỏ qua. Kệ cặp này đi, thấy coi như không mọi người ạ, chia tay rồi thì chốt luôn đi cho xong. Động tí là lên mặt báo kể lễ. Hiện tại câu chuyện hôn nhân của Tim và Trương Quỳnh Anh đang là tâm điểm bị mang ra mổ xẻ."